Thôi điều đầu tiên mà tôi hỏi chị phải hỏi ấy nha, là có nhịn ăn hút không khí không? Dạ có, mấy ngày nay. Tôi biết tâm nhịn ăn không? Dạ có, nhịn ăn rồi hút không khí có, rồi tập trường. Nhưng mà hai ngày đầu thì nó nhức đầu vậy lắm. Đúng. Dạ, nhưng mà cũng được. Cũng được. À, bệnh thì bị tê tay á thầy. Được rồi. Xong rồi mổ cả một bên. Do không có biết ở chỗ thầy. Thành ra đi mổ xong rồi á, yeah, thì bác sĩ nói là mấy tháng sau quay lại mổ tiếp cái tay bên đây. Dạ. Yeah. Nhưng mà cũng may ông xã ở nhà cũng coi được cái biết của thầy. Cũng may, tại vì thực ra là những cái tay mà tê rồi các thứ của mình á, về hai bàn tay á, đa phần là do cột sống cổ đó. Nhưng mà ở về một cái thể trạng á, như chị á, là thừa cân, béo phì, nói thẳng luôn, khỏi cần nói dòng do tam quốc. Nhưng mà cái thừa cân béo phì đây, cái nguy hiểm nó là gì không? Là nó làm cho chèn mấy cái động mạch cổ, động mạch cảnh của mình, là máu lên não chỉ sợ rồi nghe thiếu máu não rồi gây đủ thứ chuyện trên đời. Cho nên á, tôi cũng như tôi nói với chị á, chị nghe tôi nói từ đầu cái chuyện chữa bệnh, chuyện mà tôi chữa bệnh á, chị tin một phần thôi, tại trước mắt tôi để làm phẫu thuật vậy đó. Nhưng mà cái chính của mình đó không phải là chữa bệnh, mà là cái chính của mình là cái phải tự mình chữa bệnh chứ không phải thầy thuốc chữa cho mình. Tôi hứa với chị một điều, nếu chị thực hiện đúng những cái lời tôi nói, sau một tháng thôi chị thấy cuộc đời thay đổi hết, nó nhanh như vậy. Thầy làm sao mà đẹp như xưa thầy. Thầy hồi mới gặp có 37 kg nè. Qua khô của tỉnh Bình Dương này. À dạ. Mà nuôi nắng cho cái trò đi. Thầy cho uống thuốc cho thầy. Dạ. Người mỗi tháng trong khớp á. Dạ. Thì lại uống thuốc cọc tiền quỷ. Chị bây giờ chị nghe như tôi nói á, chị trong đó uống nước ớt mấy ngày, uống nước ớt đó. Vì tại vì á, là khi chị dùng mấy cái đó thì chị áp dụng cái tôi thì lần lần chị sẽ không còn cái đau có nhức đó nữa. Nhưng mà cái một cái điều mà tôi nói với chị á, là cái nguy hiểm của corticoid á, là nó thể hiện một cái hội chứng rất rõ ràng. Mặt thì sưng lên, bụng thì to, nhưng mà đặc biệt cái chân thì teo. Nó là vậy đó à, mà mình uống vô mình thấy hay lắm, ăn được, ngủ được, bớt đau, thì mình cứ tưởng đó là thần dược. Nhưng mà thực đó là cái đó nó tổn thương đến cái cơ thể mình nhiều lắm. Thôi thì bây giờ gặp ở đây rồi, yeah, thì chị yên chí là chị sẽ không còn chuyện đó nữa. Và chị chịu khó với tôi là cái hút không khí cực kỳ quan trọng nha. Mọi người đừng có quên nha. Mà hút không khí á, mà muốn cho tốt á, là chị chịu khó, là chị phải đi bộ chị hút mới được. Đừng có đứng một chỗ hút không đủ đâu. Tại vì mình đứng chỗ là lười lắm. Nhưng mà mình đi bộ, mà đi không được đi nhanh, đi rất là chậm, từ từ tản bộ, rồi mình vừa đi vừa hốt, vừa đi vừa hốt cũng sao thôi. Mình cứ động, vừa đi vừa động nè. Rồi còn cái mà hỗ trợ cho mình rất là lớn đó là chườm đã tích cực. Rồi sao ngồi xuống đứng dậy sao? Ngồi xuống đứng dậy xích lên trước nữa, ngồi tẩm dậy thôi. Tới đó thôi. Rồi đây nó vậy rồi. Ok, thôi chị đứng dậy đi. Rồi để tôi chỉ chữa cho chị một phần thôi. Còn cái phần cuối là của chị. Thầy buồn ngủ với ngủ nhức đầu đó thầy. Thiếu môn nào? Bởi vì khi mà mình mập á, thì mấy cái động mạch của cảnh, động mạch cổ nó bị chèn, nó đưa lên máu không được. Thì nó làm cho thiếu máu não. Thì nó làm cho rối loạn là bị giấc ngủ. Nó làm đủ thứ chuyện đó. Cái tay đó mới mổ đó thầy. Một tháng. Cái gì hả? Ăn thuốc gì? Mổ này ăn thuốc gì? Mẹ mổ đè phải xuống mổ cổ kìa. Chứ mấy cái này nhỏ nhỏ.
qua đứt á, mấy người bị như vậy á, là cứ mổ đây nè, rồi mổ đây nè, rồi mổ đây nè, mổ tùm lum hết, mổ cái cuối cùng nó giờ không hết thôi, mổ cổ. Vậy thôi. Đó. Rồi ở Bình Dương ở ngay thị xã đó. Gần Chùa Ba. Ồ. Được rồi. Quê ở tỉnh mà theo chồng về Sài Gòn vài chục năm rồi. À dạ, về Sài Gòn nè. Rồi, à, đi nằm đây đi. Rồi cũng nhờ ông xã mấy ông về thôi khỏi rừng nè, về cái nằm xuống, nằm thẳng người nè. Cũng nhờ ông xã mới biết bên đây phải không? Để. Rồi mọi người nhìn á, là chị này á, sau khi mà nhịn ăn rồi hút không khí rồi các thứ, mấy cái dấu hiệu này sẽ mất hết, chứ gọn lại hết. Nó thì tắt cái van trên mặt thôi. Rồi hôm nay chị nhân ăn được không? Được ha, giỏi nha. Ừ. Nè, trước khi tới chúng ta nhìn nè. Đồ uống nước lạnh thôi nha, đừng uống nước cây nha, nước cây nha. Không đừng uống sữa nha. Hấp không khí. Chắc được rồi, chị đứng lên được rồi. Rồi, bây giờ chị cử động coi cổ chứ còn coi gì sao nè. Nghe nhẹ nè. Rồi, đứng dậy giờ chị là ngồi xuống đứng dậy coi. Hồi nãy ngồi xuống dậy khó gì, ngồi xuống dậy coi. Cá đừng chút ra, rồi nằm lên đi. Rồi, cái đầu là chuyên nguyên bên đây. Chuyên nguyên đây để thử mùi nữa là củ bội. Ok. Đâu thì cười nha. Cái bài này hay lắm. Bà ghê đau. Mỗi lần khi mình bấm á, mà đau á, mình mỉm cười. Bây giờ phải tập mỉm cười. Rồi đi bị đau rồi đi. Thầy bấm trên đó chị như đi sờ hoài. Nhớ lại hôm qua. Vậy á, chứ mà khi mà chị này chỉ bắt đầu mà chỉ nhìn ăn rồi chỉ hút không khí, chỉ trường ná mà đầy đủ đàng hoàng hết á, rồi mọi người một tháng sau là mọi người thấy khác rồi, giống như chị này ha. Chị chữa này lâu lâu rồi, con từ ngày thứ ba đó. Từ thứ ba mà thấy mà thay đổi nhiều rồi hả? Đấy, nhưng mà chưa đủ này, chỉ mới khơi khơi thôi. Mai mốt phải là gọn như chị đó. Ốp nào khỏe này. Ok, đứng dậy rồi. Bây giờ là ngồi xuống đứng dậy được rồi đó. Ơi, nhìn nhìn. Có khá hơn rồi. Có khá hơn rồi. Vài bữa có mấy cái bài tập sẽ làm cho cái chân chị dẻo hơn được rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823.
Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.